Mến chào bạn đến với kênh Miền Núi. Lời đầu tiên cho mình gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe tất cả các bạn bè trên YouTube sống tốt trong những ngày đại dịch hoành hành khắp thế giới Covid-19 nhé các bạn. Đây là từ trên cao nơi mình đang tạm đánh cái dịch bệnh, nhìn xuống phía xa xa dưới kia là những cái nhà lồng các bạn, nhà lồng để người ta trồng bông các loại các bạn nha. Từ cái đầu cao này nhìn xuống thì mình quan sát hết tất cả nha, cái xã nơi mình đang sinh sống các bạn. Mời các bạn tham quan chút xíu một cái kho để dự trữ gạo và các nhu yếu phẩm cho những ngày sống tạm ở trên rẫy này các bạn. Đây là gạo gia đình mình đã mua chắc khoảng hơn chục bao gạo này các bạn. Đây các bạn, và một số nhu yếu phẩm cần thiết như là đường, sữa, bột ngọt, mắm muối. Nói chung là chuẩn bị rất là kỹ về vấn đề tạm ở đây các bạn. Cái gì mà cần thiết lắm thì mình mới xuống chợ và đi mua thôi các bạn. Hôm nay gia đình mình mấy anh em tổ chức làm một con heo để trữ ăn dần các bạn. Đây là cái món giả cầy các bạn nha. Đây để anh này cũng phay ra từng miếng để lát nữa sử dụng một món giả cầy và cái lòng để dồi lòng ăn các bạn. Còn một số thịt thì để ngăn tủ lạnh để ăn dần các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi video của mình những ngày sống tạm ở trên rẫy tránh dịch bệnh Covid hoành hành khắp thế giới các bạn. Đây là cái thịt bầm ra lát nữa để làm cái dồi lợn các bạn, dồi heo á. Mình lấy một ít để bầm sẵn này để lát trộn chung với huyết và một số gia vị. Còn đây là gừng, xin lỗi các bạn, đây là riềng, hành lá và ngò ôm, tức là ngổ, người Việt Nam gọi là ngò ôm các bạn. Và rau thơm, mình sử dụng thêm một ít cái đậu xanh đã cà vỏ rồi các bạn, tức là họ đã cà cái vỏ đi rồi đó. Đây các bạn, sau khi nhặt hết rồi mình xắt nhuyễn ra để lát lấy cái huyết động và tiết của nó, của lợn, sẽ nhào chung và làm món dồi heo các bạn. Đây là cái lòng heo sau khi xử lý sạch sẽ rồi mình lát nữa sẽ làm cái món dồi cái lòng các bạn.
À, đây là heo của gia đình mình nuôi các bạn nha. Sử dụng heo sạch của người miền núi là chuyện bình thường thôi các bạn. Tại vì ở đây cũng sẵn rẫy, sẵn vườn. Người ta cũng nuôi heo để ăn dần các bạn. Rồi, bây giờ chuyển qua cái khâu dồi lòng heo các bạn. Đây là làm theo cách của gia đình mình. Trong video của mình chỉ chia sẻ cái bữa ăn của gia đình mình cho các bạn xem cho vui, chứ không có ý hướng dẫn cách nấu ăn. Các bạn xem lưới cho mình nhé. Đây một đoạn dồi đã dồi hoàn thiện các bạn, nhìn rất là ngon. Sáng nay mình cũng đọc trên cái thông tin về cái dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam mình đã có hơn 220 người các bạn. Con số cũng đang biết nói đó các bạn. Nói chung là dân cũng rất hoang mang về vấn đề này các bạn. Chúng ta nên phòng chống theo cách của từng gia đình mình, là nên sống cách ly với xã hội với có điều kiện có thể càng tốt các bạn. Đây là mẻ, lát nữa mình sẽ sử dụng để nấu vào mắm tôm này, để nấu cái món giả cầy các bạn. Đây là mắm tôm, rồi lá mơ các bạn, và chút xíu xả cây các bạn nha. Đây bây giờ ướp cái gia vị để nấu cái giả cầy các bạn. Hôm nay là ngày thứ năm gia đình mình đã sống trên trải này các bạn, cùng với người em gái các bạn nha. Hai gia đình sống trên này các bạn. Nói chung là rất là buồn các bạn ơi. Tự dưng cái bệnh nó đã phát triển và lan rộng, đâm ra là cách ly với xã hội thì cũng cả một vấn đề các bạn. Nhưng mà thôi kệ, cố gắng thôi. Đây là cái món dồi heo đang luộc các bạn, nhìn thơm và rất hấp dẫn. Hôm mùng 1 tháng 4 vừa rồi, tất cả ở đây nhận được cái thông báo từ chính phủ là tỉnh cách tỉnh, huyện cách huyện, xã cách xã và thôn cách thôn, và thậm chí là nhà cách nhà. Nói chung ở đây thì người dân cũng ý thức được chuyện đó, cho nên là đã thực hiện rất là tốt các bạn. Đây món lòng này cũng gần được các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị ướp cái gia vị cho cái món giả cầy này các bạn. Bữa trưa của gia đình mình cũng tầm 12 giờ. Bây giờ là 8-9 giờ sáng rồi các bạn. Thôi thì cũng video mình tới đây cũng xin dừng lại. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, sống tốt trong đợt đại dịch virus Covid-19 này các bạn nha. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mến chào các bạn.